Mỗi một con người mình khi bệnh đau nó đều có nhân và có quả của nó hết trơn. Nhưng quý vị cũng không phải hoàn toàn đổ và nhân quả hết trơn đâu nghe. Thí dụ như giờ cái cơ thể chúng ta là cơ thể thân tứ đại, nếu như quý vị bê tha vì nó quá nó cũng bị cảm bệnh đó, chứ không giỡn đâu. Bây giờ quý vị thức tới nửa đêm, quý vị đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát, ước mình chân chạy về số nước ào ào, nước nó thấm vào cơ thể vì cơ thể tứ đại mà bất hòa liền tự nhiên cái nó sanh bệnh. Bây giờ mình sức mồ hôi rồi, thấy không? Một là mình thay một bộ đồ khô, mình rửa mặt sơ sơ, mình lau mặt xong mình thay một bộ đồ khô liền. Vì sao? Vì cái áo thun nó bên trong nó ướt, thì khi mà nó ráo là nó thấm vào cơ thể, là cơ thể lúc nó lạnh lắm nghe, thịt mình nó lạnh vậy lắm, mà lạnh mà nhào vô mà tắm thêm cái nữa thì cơ thể yếu là nó dập mình luôn bệnh. Cái này quý vị nó nhân quả, tin nhân quả nghe tầm bậy. Cái này là quý vị phạm phải cái vấn đề là không biết bảo vệ bản thân làm nó bệnh, chứ đừng có cái gì cũng đổ tội cho là có nhân có quả. Biết rằng là có nhân có quả, nhưng bản thân của mình xài cái thân không kỹ, cũng như một món đồ mình xài không kỹ nó mau hư, đúng không? Nó như chiếc xe bị chạy mà bị thương nó thì nó chạy lâu. Còn nếu như quý vị chạy với đụng ổ gà thì cũng càng quét luôn thì xe mau hư. Hiểu chưa? Thì chiếc xe hay phương tiện dùng cũng như bản thân mình đang xài, đã mình biết là bản thân nó là giả, nhưng mà nó mình đang dùng, nếu bây giờ mà nó chết sớm quá thì bây giờ mình chưa thành Phật á, mà nó chết. Mình chưa được cái gì chứ mà nó chết queo rồi, vậy chắc mình cũng tiêu luôn quá, hiểu không? Nên từ nơi đó mình cũng phải biết thương nó, thì nó cũng hỗ trợ cho mình. Nên ví dụ như sống trong cái đại chúng đông đúc gì nè, khi mình sức mồ hôi đồ này kia đó, trước nhất mình phải cho nó ráo mồ hôi thoải mái trước nhất đi, hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó đừng có mà lễ Quan Âm xong mà sức mồ hôi chứ, bắt đầu là nó lạnh người lên nhào vô tắm nghe, ỷ sức á, nhất là người trẻ ưa ỷ sức. Chính bản thân những đức là người ỷ sức dữ lắm, nó lúc mà còn khỏe ỷ sức dữ lắm. Nó nên nó làm việc mà cả đêm mà để cho mưa ướt mình mà thấm vô người, rồi xe sốt mà đi tắm luôn. Mà lúc sức khỏe nó khỏe còn trẻ thì không sao, nhưng mà dưới tuổi chừng 40 đổ lên đó nghe, bắt đầu là sức khỏe yếu là nghe quý vị. Bây giờ mình mới nhìn ra rằng là con người mình càng lớn tuổi nó yếu nghe, chứ không giỡn đâu. Bây giờ mà những đức mà cảm xúc, những đức đâu có dám đi tắm như ngày xưa nữa đâu. Ngày xưa cái năm mà những đức 29 tuổi nghe, là những đức cảm xúc là những đức đi tắm luôn á, hết luôn á, không có giỡn đâu. Có nghĩa là con người nó ỷ sức, mà khi mình ỷ sức như vậy là có sức lực mình bị tổn nhiều lắm, tổn rất là nhiều. Nên bản thân mỗi một con người chúng ta mình mang một cái thân tứ đại, quý vị phải biết thương cái thân để dùng cái thân, chứ không phải là thương cái thân để chấp cái thân, không phải, mà thương cái thân để là dùng cái thân, để dùng cái món đồ giả này mà đổi món đồ thật thì phải có thời gian. Nên nó giúp cho mình cả đời mà tu được, cái này hay dữ lắm, hay lắm quý vị à. Đó nên sống đại chúng mà đông gì, mỗi một con người phải cần được sự nhắc nhở. Mình đi về chùa mình tu, quý vị thấy không, Phật Bồ Tát gia hộ lắm, không giỡn đâu. Cái này quý vị thấy xác thực. Bây giờ trước nhất chúng ta thấy hôm qua giờ đi, còn từ đây tới bữa mà lễ cuối cùng chúng ta để tùy duyên, chúng ta không nên nói sớm. Nhưng mà quý vị thấy không, từ hôm qua tới giờ quý vị thấy Phật Bồ Tát gia hộ. Trước đó một ngày thôi mưa tầm tã, mà thời tiết kỳ cục với lắm. Vì mà quý vị coi hôm qua tới giờ mát, mát mẻ mà thoải mái vô cùng. Hồi sáng mà hồi gió thổi mát, đừng có nói nữa. Quý vị thấy không? Đó, trước nhất là quý vị thấy Phật Bồ Tát gia hộ. Mưa trước cho quý vị mát. Phật Bồ Tát biết hết trơn, biết cái dịp lễ này đến đây tu đông nè, nên cho mưa trước tầm tã, đặng mà xối nước xuống để mà cây cối mát mẻ trước đi, rồi bắt đầu đắt đai rồi ướt át mát đi ha. Rồi bắt đầu là cho quý vị mấy ngày đi đến đây đông đúc quá nên nằm chỗ nào cũng mát mát một chút, chứ mà nói cho nóng quá cũng khó sống, mà mưa quá cũng khó sống, đúng không? Đó nên chung chung chờ mát mát mà không mưa, hiểu không? Chờ gì mà 4 ngày là tôi đặc biệt nằm đâu cũng ngủ được, phát quá mà, hiểu không? Đó
Vì coi cái lượng người này chúng ta sao mà chứa nổi, không có giỡn rồi. Nên Phật Bồ Tát từ bi lắm. Nhưng mà lúc nào Phật Bồ Tát mà cho mưa xuống cái nghe, mình cũng nói Phật Bồ Tát từ bi. Vì nghiệp chướng con nặng quá nên Ngài phải làm cho con phải đau khổ để con tiêu nghiệp trước, hiểu chưa? Mình tu Phật á, mình đừng có cầu cái lúc nào cũng là tiện lợi. Có những cái nghịch cảnh trong cuộc đời để giúp cho mình tiêu nghiệp chướng, để tránh quả báo tam đồ. Hãy nhớ cái việc này nè. Thì mình học Phật, tin Phật á, nó mới là gọi là trí tuệ tin Phật. Tin Phật á, là bằng chánh tín chứ không phải là bằng mê tín. Chứ không phải lúc nào mình cũng nói là Phật Bồ Tát giang hộ cho tôi là phải tiện lợi. Còn lúc nào mà không tiện lợi mình nói thì sao? Nên những đức nói chung chung thôi. Chúng ta sống trong cái cõi này như thế nào thì mình cũng phải cố gắng mình tu. Mình đã biết rằng cuộc đời nó đã là vô thường. Bây giờ thí dụ như vì giờ đây vị nằm chặt nằm chọi rồi đi vệ sinh đồ chỗ ăn đồ chặt mà biết bị nghỉ đi. Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài biết cái cõi này khổ. Nên Ngài trong kinh Vô Lượng Thọ Ngài đã nói rất rõ ràng: này các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi đi các con. Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói đó. Các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi đi, chịu khó chịu khổ, gặp cảnh ngộ chồng đánh chồng chửi, con bắt hiếu, vợ quýnh. Vợ quýnh. Nên nó chịu đi con, chịu đựng. Chịu đựng mà không phải chịu đựng bằng cách mù quáng. Ngày xưa nhiều người già, người ta ngày xưa người ta không có biết Phật pháp, người ta chịu đựng hết. Người ta bị chồng đánh te tua mà người ta không bao giờ bỏ chồng. Người đàn bà ngày xưa là không có cái biết cái chuyện bỏ chồng. Và cái lý do là mẹ dạy con là nhất định phải chung thủy. Nên dù chồng có đánh te tua, thả tơ, tàn tạ, răng rụng, rớt lộp đột, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ cái chuyện mà ý niệm bỏ chồng. Ngày xưa mà người ta, một người con gái mà chồng đối xử khổ quá mà đứa con gái mà trở về gia đình bên mình mà là người gia đình mà đàng hoàng hiểu chuyện á, vừa bước về cái là mẹ gầy cha la liệt: tao đã gả mày rồi, là mày không còn ở cái gia đình này nữa, mày phải về liền, không có được ở đây. Bắt đầu là người ta khéo léo nghe, là bắt đầu là ngày xưa chưa có xe cộ, người ta kêu đứa con gái lên cái xuồng ba lá, cha mẹ bơ về nhà bên kia, nó gặp gia đình bên kia. Người ta nói một câu rất khôn khéo: con dạy thì cái mang, thấy không? Bây giờ con của tôi nó không có hiểu chuyện, nên là tôi xin lỗi anh xui chị xui. Bây giờ đã gả nó rồi mà nó chạy về nhà vậy đó, thôi giờ tôi xin lỗi anh chị cho cháu nó về nhà lại. Có gì anh chị cũng nghĩ về xui gia gì hai bên, cho con nó được ở đồ này kia luôn. Người ta nói vài lời vậy mà gia đình bên kia người ta hiểu chuyện liền. Người ta nghĩ gia đình này đúng là biết chuyện quá, nãy nọ thấy không? Nó. Từ nơi đó mà quý vị biết rằng là cái hành động đó nó cũng đặc biệt đó. Người ta khổ the tu mà người ta chịu đựng cả đời. Người ta nói một câu gì nè quý vị: thôi lấy chó theo chó, lấy gà theo gà, lấy vịt thì theo vịt. Ý nói là phận gái 12 bến nước, gặp bến nào thì hưởng bến ấy. Từ nơi đó chịu đựng hết. Nhưng mà cái chịu đựng của người ta là chịu đựng ở cái cuộc đời này mà người ta không có cái hướng giải thoát. Người ta không gặp được cái duyên như mình để duyên đến giải thoát. Còn mình bây giờ mình chịu đựng khổ mà mình có con đường giải thoát. Nên cái khổ ở cõi này nó chỉ mấy chục năm. Cái tiếng mấy chục năm quý vị nghĩ nó dài lắm đúng không? Thật sự mà nói thời gian qua rất là mau. Cái năm mà những đức bỏ nhà đi ấy, đi lên thành phố là năm 18 tuổi. 18 tuổi là một thanh niên rất còn trẻ đi lên thành phố. Vậy mà bây giờ những đức đã 41 tuổi rồi. Nhớ thời gian nó rất là mau. Rồi lây quay 50 tuổi bây giờ. Mà vô chùa thì thời gian rất là mau nha quý vị. Tại vì không có trông tới tuần tới tháng. Tới năm nó mau cấp kỳ. Ngồi ngày xưa thì cứ trông tới từng tới tháng đi chi lãnh lương. Còn bây giờ thì có lãnh lương ai đâu mà trông. Ngày nào cũng vui, ngày nào cũng an lạc thì cứ sống tốt. Nên thời gian qua rất là mau. Nó sắp sửa tới Tết là 42 tuổi. Rồi lại quay 50 tuổi là tuổi con người đã đến tới tuổi già rồi, hiểu chưa?
Quý vị thấy thời gian đến chưa? Như vậy thì cái chuyện mà mấy chục năm của một con người mà khổ á, để hướng đến giải thoát á, thì cái chuyện này chúng ta chịu đựng được. Nếu như mà nói lầm lũi khổ mà không có con đường giải thoát thì thiệt thảm thiệt, quá thê thảm. Khổ mà không có ngày mai, khổ mà để đi đọa lạc không có ngày mai, thì chúng ta cái khổ này thiệt tình quá mù quá. Còn bây giờ mình khổ nhưng mà mình lại có con đường giải thoát, hiểu không? Vậy thì quý vị tự nhiên nghe viết rồi nó không còn khổ nữa. Nên những đức nói quý vị ở nhà nghe, cứ hai bài chia sẻ của những đức bấm lên cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ. Bây giờ điện thoại mà lên mạng được nhiều dữ lắm, chỉ cần đăng ký cái trang thì tất cả chương trình của chùa mình quý vị coi được hết. Có nghĩa là chương trình của chùa mình nó vừa có bỏ lên mạng là bắt đầu là nó xuất hiện trong cái chiếc điện thoại bị liền vậy đó, coi liền. Tuy là ở nhà nhưng cái gì ở chùa mình đây cũng biết chứ. Mà những đức thì thường nói chuyện là cái gì trong chùa những đức cũng nói chứ nha. Nên từ nơi đó mà nghe được, mà nhớ nghe rất nhiều người mà chỉ cầm chiếc máy V52 này thôi nè. Vậy mà người ta ở đâu không biết nữa, mà bao nhiêu năm chờ mà ta nghe vậy đó. Mà người ta nghe mà ta cởi mở tâm tư, thì cũng như những bài chia sẻ như thôi. Quý vị thấy bây giờ quý vị nghe gì, quý vị thấy mình có một phương hướng. Bây giờ đông người gì là bao nhiêu hoàn cảnh nè. Rồi mỗi người mỗi cảnh mà, chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Nó, chúng ta đi đến thế gian này ai cũng có cái nghiệp chứ. 100% giàu thì khổ theo giàu, mà nghèo thì khổ theo nghèo. Đẹp thì khổ theo đẹp, mà xấu thì khổ theo xấu. Cái hạng người nào trong cái cuộc đời này cũng khổ chứ. Nếu vẫn còn mang cái thân tứ đại này là còn khổ à. Chứ đừng bao giờ nói một cái câu mà đi vào tiêu cực. Cuộc đời của tôi khổ nhất. Lúc nào cũng cho mình khổ nhất à. Bởi vì quý vị có coi chương trình khiếm thị của chùa mình không? Mù què lết. Còn mình bây giờ đầy đủ tay chân mà nói mình khổ nhất. Người ta mù mà què mà lết như Tường Văn á, mù mà còn cục hai tay. Còn có những người mù mà què lết luôn. Vậy mà họ cũng phải sống trong cái cuộc đời này thôi quý vị à. Thấy không? Nên chúng ta đừng bao giờ nói lên cái câu nói rằng tôi khổ nhất. Đừng bao giờ nói câu này chi mất công mệt. Ai cũng đến cái cõi đời này ai cũng có cái khổ chứ. Quý vị nói chỉ có nhà nghèo khổ, giàu không khổ à. Chỗ có những nhà giàu mà đúng là một cái nghịch cảnh trong gia đình. Giàu mà khổ lắm á, không có giỡn đâu. Đó hồi lúc trước mà trên Đà Lạt mà những đứa biết một cái gia đình này có quyền chức. Cái nhà to, cái biệt thự lớn đừng có nói. Như vậy đó quý vị. Mà cái bà vợ này mà mỗi lần lâu lâu những đức mà đến á, bà mừng đừng có nói. Không những đức cái gì chứ mà nói chuyện với phái nữ người ta cũng thích lắm nghe. Ngộ vậy đó. Có duyên lạ xấu xấu mà sao nói chuyện người ta thích. Mà xấu quắc à. Mà mỗi lần đến bà mừng dữ lắm vì sao? Nói chuyện bà không có buồn. Mỗi lần nói chuyện là bà không có buồn. Nói chuyện bà cười quá trời luôn vậy đó. Thì những đức mới hỏi bà nói buồn lắm chú ơi. Nghĩa là chồng đi làm ở nhà một căn nhà bự mà sợ ma, buồn ác đạn luôn. Nói vì coi giàu đó. Người ta bên ngoài nhìn vô căn nhà biệt thự, người ta nói công nhận nhà ta hạnh phúc. Mình mà được chừng một phần của người ta cũng được. Quý vị đâu có biết cái nghịch cảnh trong cái gia đình đó. Nên con người nghèo chưa chắc là khổ, nhưng do chúng ta không biết đủ mà khổ thôi. Không biết đủ mà khổ thôi. Nếu như quý vị mà ở đây mà cộng tu có thời gian á, thì quý vị coi chùa mình mỗi ngày ở đây 500 người họ sống cái gì. Cái cuộc sống của họ rất đơn giản, nhưng mà tại sao ngày nào họ cũng cười rất là nhiều. Chứ họ đâu có tích trữ tiền bạc gì đâu, mà sao họ cũng không cần lo cái ngày mai. Còn mình thì lo mãi cho cái ngày mai. Bữa nay có gạo nấu thì sợ ngày mai không có gạo nấu, mà cứ sợ hoài để tích trữ cái gạo, thì cuối cùng cứ khổ hoài mà không buông được cái khổ. Nên quý vị nói một câu, trời ơi trong chùa người ta cúng tùm lum thì thầy cần gì thầy lo, chứ ở nhà con có ai cúng đâu, nên con phải lo chứ. Quý vị biết nó đâu có phải chuyện bỗng không mà người ta cúng, hiểu không? Quý vị thấy không, những đức làm việc cả ngày vậy, hồi tối lễ Bồ Tát Quán Thế Âm cũng đâu đơn giản. Quý vị lễ không mà quý vị thấy không, nó qua bao nhiêu công đoạn cho quý vị đúng không? Nếu mà không kiên nhẫn cũng bỏ cuộc chứ đừng nói chuyện giỡn chơi. Chứ không chi mà đứng mà sướng cái kiểu đó, mà con người ta quay kính lên chân, chặt người ta chân hơi thở không nổi. Vậy mà sướng vậy đâu có nhẹ nhẹ được, phải gán.
Có những khi mà còn phải 70-80 lại nữa muốn té xỉu tại chỗ luôn. Chứ đâu có giỡn đâu trời. Cái gì ở trong cái cuộc đời này nó cũng có cái giá của nó chứ không có dễ đâu nghe. Nói quý vị biết rằng người ta đem lại đây người ta cúng á, ngày 3 buổi cơm ăn vậy đó, chứ cũng làm việc cho người ta quá trời đó. Quý vị coi quý vị làm việc chân tay này kia, cái miệng của những đức mỗi ngày nói chuyện không mệt hả? Nói chuyện giỡn chơi khổ là tao. Cái miệng của ngày nói chuyện nó khô hơ cạn tiếng không mệt hả? Chết tới chừng nói chuyện giỡn chơi. Nó cầm video mà nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Diệu quá. Không mệt hả? Không mệt hả? Quý vị nói ha, trời ơi quý vị la thử đi. Ca sĩ nó hát có vài bản thôi mà nó muốn le lử luôn. Còn những đức cầm micro suốt bao nhiêu tiếng hồ đi coi. Từ 6 giờ những đức qua mà cái miệng những đức nó không lành da non cho tới mấy giờ. Vì tính đi từ 6 giờ cho tới 10 giờ không lành da non. 4 tiếng đồng hồ xuyên suốt quý vị nghĩ đi. Sức người bộ quý vị nói sức cái con voi hả? Thấy không? Quý vị thấy mấy người không? Nó, đừng có nói bây giờ nói thầy ở đây có người cúng thầy không cần lo. Tôi cũng làm việc quá trời. Tu phước tu duyên. Chùa cả chùa này tu phước tu duyên luôn. Ban tổ chức làm việc vì coi kìa mấy cô kìa. Làm việc kìa làm té tôi thì coi thấy không? Rồi tất cả quý thầy mấy chú ai cũng có công việc làm chứ. Thì tu phước tu duyên. Ý những đức muốn khuyên quý vị, người mà chỉ cần có phước thì mới thành đạt được trong cuộc đời. Người mà không có phước đố bị thành đạt luôn. Chính cái gia đình của những đức nè, từ khi còn nhỏ những đức nhìn thấy rõ ràng. Ba những đức năm nào tới Tết ông cũng tính năm nay cố gắng dư tiền mới được, tháng kiếm được chút đỉnh tiền cuối năm ta mua cái đó mới được. Vậy mà ông tính mình thấy cũng 10 năm không mua được cái gì. Sau này mình học Phật mình mới biết thì ra ông già không có phước. Ba những đức không có phước. Ổng thì cũng thông minh, ổng nói chuyện rất là hay. Nhưng mà ngặt có một cái ổng không biết tu phước. Nó rõ ra là ổng không gặp được Phật Pháp. Thấy không? Tại vì quý vị coi bây giờ cha mẹ ít gì cũng phải có một cái khả năng nói chuyện này kia mới sanh ra con tương đối cũng biết nói chuyện chứ. Nhưng mà ngặt có một cái là ba mẹ như đứa không biết Phật Pháp. Nên không biết được phương pháp tu phước duyên. Nên cả đời suy nghĩ, toàn là suy nghĩ cái chuyện giống như là có thể làm giàu nhưng mà không có giàu. Quý vị ngồi trong đây rất là đông người, quý vị hãy xem lại cái cuộc đời mình đi. Quý vị cũng lam lũ, cũng cực khổ, quý vị suy nghĩ quá trời. Nhưng mà có khi 50-60 tuổi mà cũng chưa giàu nữa. Chưa có giàu, mà tới 60 tuổi rồi đừng có mộng mị cái chuyện giàu nữa. Không có cơ hội đó đâu. Nên từ nơi đó những đức tin 100% con người muốn thành đạt trong cuộc đời đều tính vào cái chỗ nào? Có phước. 100% luôn. Bây giờ gặp Phật Pháp rồi tu phước lại đi, tạo lại. Dù bây giờ già bây giờ nữa cũng phải tu phước lại nữa. Tại vì sao? Già mà tu phước không có muộn đâu. Tu phước niệm Phật lại thì tuổi già an nhàn liền. Nó có được cái phước gì? An nhàn. Quý vị phải nhớ nghe, con người giàu chưa chắc là an nhàn. Giàu mà không an nhàn không phải có phước. Phước mà có thật sự là phước gì? An nhàn. Có người mỗi ngày an nhàn mới là có phước. Hiểu chưa? Làm được việc thiện mới là có phước. Nên như Đức nói với các cô trong chùa mình, như Đức nói nè, các cô nhớ, mình là người nữ mà mình gặp được cái người đàn ông mà có phương hướng, có chí hướng cũng mừng lắm rồi. Thật sự mà nói, mình ở ngoài mình đi có chồng, mình gặp cái thằng chồng lũ đạn, mình thấy cuộc đời mình cũng là thúi hẻo. Sao trời, trời, cái gì đâu. Thằng chồng gì nó không lo làm ăn cái gì hết trơn. Ăn nhậu không à. Mình làm muốn chết luôn. Hiểu không? Mà còn khi lén nó kêu mình đưa tiền cho nó xài. Vì thua rồi. Đúng không? Thằng chồng nó không có chí hướng gì. Mỗi ngày nó nghĩ tiêu cực không? Nó nghĩ cục bộ không à. Quý vị gặp một người chồng vậy, quý vị nghĩ sao cuộc đời quý vị? Trời ơi là trời. Nếu mà gặp cô gái đẹp thì câu người ta nói gì? Bông hoa này cấm bãi cứt chuột. Thấy chưa? Đi gặp đi. Không? Nó nên từ nơi đó mà bị thấy thú hẻo không? Rõ ràng chưa? Đó, nên như Đức nói mấy cô, như Đức nói với mấy cô bây giờ á, nếu như mấy cô ngoài đời mà đi có chồng chưa chắc mấy cô kiếm được thằng chồng mà có tư tưởng. Cô cả cuộc đời sống với nó vậy rồi đẻ con nuôi muốn le lử. Đẻ con cũng muốn le lử.
mà nuôi con cũng le lử, rồi chiều nó cũng le lử. Thấy không? Chiều nó le lử không? Nó nên quý vị coi đó, cả đời là như vậy. Rồi tới tuổi già được cái gì? Quý vị coi nè, từ khi có chồng hạnh phúc được bao nhiêu năm, lúc mà mới cưới nhau, nhất là cái hạnh phúc nhất là gì? Nếu mà thật sự người mình thương, chứ nếu mà mình không thương thì mà sắp sửa cưới thì con có cái cảm giác đó. Người mà mình thương mà mình đến với nhau thì cái hạnh phúc nhất là chuẩn bị đám cưới. Còn 3-4 ngày nữa đám cưới là lúc đó hạnh phúc lắm. Bởi vì cái câu người ta hát nghe, tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Hiểu không? Đời hết vui khi đã dạng câu thề. Nó cái kiểu mà dở dở ương ương á, lúc đó nó đang lửa bùng ghê lắm. Hiểu chưa? Nhưng mà nó sáp lá cà rồi thì lúc đó mới hiểu. Hiểu không? Sáp lá cà chừng 1-2 năm. Lúc mà có bầu thì lúc đó sẽ biết nè em. Nào, à biết liền. Rồi đẻ một đứa con, hai đứa con thì sẽ biết liền à. Nên nó gọi là vui không có bao nhiêu mà buồn thì rất là nhiều. Thấy không? Nó nên từ nơi đó mà Như Đức nói mấy cô chùa, mình Như Đức nói cố gắng tu đi. Nó đi tu mà gặp được thằng thầy cũng ngon á. Thấy chưa? Nó hiểu biết nhiều thứ nè, sống nè, tương đối nè. Tuy là Như Đức đi xuất gia nhưng ngoài đời Như Đức là một thanh niên hiểu biết tương đối. Nên đối với các cô trẻ trong chùa, Như Đức cũng là một người nói rõ ra là biết ra lăng đấy. À, nói cái câu mà gọi là xã hội, hiểu không? Là hiểu biết, lo lắng, biết nói chuyện cho vui. Nó dù làm cực gì nhưng mà mỗi tuần chủ nhật gặp là vui cười. Mỗi ngày sáng nào ăn cơm xong cũng nói chuyện cho cười vui. Thì bạn thấy vậy là quá hạnh phúc rồi còn gì. Gặp mà đi có chồng chưa chắc vui được bao nhiêu, hiểu không? Chưa được bao nhiêu vui thì cái bụng trình bình. Hiểu không? Quý vị, những đứa hỏi quý vị có ai mà mang bầu mà quý vị cảm thấy mà nó quá sung sướng không? Mang bầu sao sung sướng? Những đứa nói ăn mà không tiêu cái bụng một chút thôi nó đã khó chịu rồi. Thấy không? Chứ đừng có chi mà mang một cái bụng chà bá gì mà nói là tôi hạnh phúc. Thật sự mà nói, nó khi mà hạnh phúc là do mình quá thương người chồng kia. Mình nghĩ rằng khó sanh con mà bây giờ đã có bầu được đi sanh cho anh một đứa con. Thấy không? Mình đã hạnh phúc là em chịu khó để vì anh mà sanh cho anh một đứa con. Hiểu chưa? Nhưng mà thật sự làm sao mình được vui khi mình mang một cái bụng trình bình. Đi thì trời ơi như con vịt đẹp. Cao ráo thì còn đỡ, mà gặp mấy bà lùng mang bầu thì thôi. Công nhận không? Đó, còn khi nằm, ngủ, ăn, uống đều khó khăn. Cái khổ gì bằng ốm ngán không? Ăn vào nhiêu ói ra nhiêu. Tối ngày cái chấp chấp đồ chua suốt. Khổ thấy chưa? Khi cái bụng bự ra thì nằm ngủ cũng khó khăn. Mà khi nằm mà sợ mà lỡ mình đè con mình sao? Nó nên còn khi sắp sửa đẻ thì sao? Thì nó đạp, khi mình đang ngủ nó đạp bụng mình giật mình đó chứ. Rồi tới ngày chuyển dạ thì lúc mà còn vài ngày nữa, hay là tuần gì nữa, hay nửa tháng nữa thì nó chở mình. Hiểu chưa? Thì lúc đó quý vị thấy cái cơ thể con người mình nó đều thay đổi vô cùng thất thường. Đó, còn cái khi mà đau đẻ, quý vị nghĩ này, đau đẻ. Nói đây chắc mấy cô trẻ trong đây chắc khỏi đi có chồng đúng không? Hiểu không? Khi đau đẻ quý vị thấy chưa? Có ai mà nói đau đẻ và sung sướng không? Quý vị biết trong tất cả cái khổ trong cuộc đời này, khổ nhất là đau đẻ. Quý vị, tất cả nhiều người đây đã từng đẻ rồi nè, kinh nghiệm nè. Hãy công nhận là đau đẻ là dữ nhất không? Ai nói đau đẻ mà sướng không? Quá khổ quá. Đều chấp nhận khổ phải không? Đó. Thôi, cái chuyện đẻ này là kinh lắm. Vậy đó, mà đẻ một lần là nói với chồng, em tận tới già rồi, từ hôm nay đừng kêu em đẻ nữa nhé. Chồng lúc đó nói à thôi được rồi, được rồi, được rồi. Vậy đó mà con lớn lớn bò bò một chút thì bắt đầu nó nằm kế bên, nó nói một câu gì nè, thôi kiếm đứa nó đi em. Lúc đó thương cái đầu, lúc đó thương cái đầu sao? Chịu liền. Vậy đó mà lay quay ba đứa. Thấy không? Nó đẻ ba lần là trở thành kinh nghiệm đẻ. Kinh nghiệm rồi.
Rồi quý vị biết người xưa mà người ta có thể đẻ 11 đứa nên trở thành lão liện. Lão liện rồi, thấy không? Nó quý vị thấy khổ chưa? Rồi khổ vì sanh con. Rồi bắt đầu là suy nghĩ đến sự nghiệp cho con nữa. Thấy không? Sanh được con rồi, đứa con mà chính mình mang nặng đẻ đau, mình nghĩ rằng cuộc đời mình khổ quá rồi, bây giờ mình không muốn con mình phải khổ như đời mình. Thôi bây giờ vợ chồng phải cố gắng làm lụng cực khổ để làm ăn có kinh tế, để sau này con mình đối với xã hội, đối với cuộc đời con mình đừng có thua súc người ta. Bản thân mình đã thua súc người ta mình không muốn. Nên người làm mẹ làm cha dù là nghèo nhưng mua được một món đồ gì cho con, một chiếc xe hay một bộ đồ gì đó mà con mình bận lên một bộ đồ mà thấy con mình bận đẹp, mang một đôi dép đẹp, mang một đôi giày đẹp, chạy một chiếc xe, thì người làm cha làm mẹ dù là lam lũ cực khổ nhưng vẫn đứng nhìn con mình đi đến khi phước bóng. Cái cảm giác người làm cha làm mẹ thương con đến mức như vậy đó. Đó, nên sau này khi mình làm cha làm mẹ mình sẽ hiểu được cái tình cảm của cha mẹ dành cho mình. Mà khi hiểu được cái tình cảm của cha mẹ dành cho mình thì lúc đó cha mẹ mình chết queo hết rồi. Quý vị coi đó, nên con người chúng ta có nhiều cái hối hận trong cái cuộc đời này lắm. Nên gọi là con người đến với một cái con người ở trong cái cuộc đời này, chúng ta toàn là suy nghĩ về những cái thứ giả tạm trong cuộc đời này không à. Rồi cuối cùng chúng ta đi vào tuổi già, già rồi bây giờ chúng ta ngồi chon hỏn một cái góc nào. Con thì tiếp tục đi con đường của mình ngày xưa, cũng tiếp tục lo sự nghiệp cho một gia đình nó và con nó. Còn bây giờ cha mẹ già nó cũng nuôi, nó cũng cho ăn, nhưng lại ngồi trong một cái xó nào. Con lại đi làm tối ngày, cháu đi gỡ trường học. Còn già còn sức thì ở nhà quét dọn nhà làm gì chút, xong rồi ngồi chon hỏn đó, chờ thằng này đứa kia lỡ thăm một chút. Con mình lỡ thăm nhưng nó bận quá nó không đến. Gặp người ta đi ngang hỏi, ô nhà gần con tôi, con tôi khỏe không này kia được. Thấy không? Tuổi già ngồi vậy đó. Bây giờ nếu không biết tu thì chờ cái gì? Chờ ngày chết. Cái câu chết của người ngoài đời nói câu gì? Chết đi theo ông theo bà. Hay chưa? Chết theo ông theo bà. Hoặc là bây giờ vợ chết rồi thì bắt đầu là ông chồng, ông là ông thắp nhang nói, bà ơi, tôi với bà sống nhau mấy chục năm, bao nhiêu tình cảm chưa chán bà, bây giờ bà đi trước rồi, bà chờ tôi nghe bà. Chắc tôi cũng không lâu đâu bà, chắc lay quay thì tôi cũng xuống gặp bà dư thôi. Cái bệnh đau này kia đồ, cái nói mấy đứa con, chắc ba chuẩn bị đi xuống dưới gặp mẹ con rồi đó con ơi. Thấy không? Cái cả đời có người tình thương và ái nhiễm và lưu luyến, rồi cuối cùng khi chết là nghĩ gặp nhau ở đâu? Chính suối. Gặp nhau chính suối. Rồi xuống dưới rồi gặp nhau. Rồi trời gặp nhau. Không có cửa đâu đâu bạn. Không có cửa gặp nhau đâu. Bộ nó muốn dễ gặp nhau lắm hả? Nên nó coi phim được vì thấy không? Nó thương đời này rồi mà nó còn nói với nhau rằng em hẹn gặp anh đời đời kiếp kiếp, hai đứa ta sẽ gặp nhau mãi. Không dám gặp nhau đâu, phước duyên nó phải đồng thì nó mới gặp, mà nó có gặp nó cũng không biết đời trước là ai nữa. Đừng có nói chuyện gặp nhau mà dễ, đừng có nói mà chuyện chết rồi đi xuống dưới âm phủ, đi xuống dưới đó gặp nhau nơi chính suối, không có đâu bạn. Đứa thì chết nó đi làm súc sanh, đứa thì chết nó đi vào địa ngục. Hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó mà câu chuyện mà trưởng giả kén rễ đó, nghe để mà để nhận thức đi. Nó con đến đòi nợ đó, giàu vô cùng. Bây giờ quý vị đây có những người giàu mà con đòi nợ không? Có đó. Quý vị cực khổ bị lam lũ, quý vị đối với người làm công, đối với cái người ta bị keo từng chút luôn. Con người ta cũng như con mình vậy, mà quý vị thấy con người ta làm công cho mình mà quý vị đối xử tệ bạc á, nhưng con quý vị không cần làm gì, quý vị cũng cho luôn. À, tình thương mà, chỉ biết thương con mình, không nghĩ đến con người ta. Thấy chưa? Rồi quý vị coi, đứa con đòi nợ, quý vị không dám ăn mà nó đi xài tầm bậy đó. Nó lấy tiền đi xài tầm bậy đó. Hoặc là tự nhiên đi đua xe té gãy tay gãy chân về tốn tiền chơi vậy đó. Hoặc nó đòi mua cái này mua cái kia, quý vị phải đi mua cho nó đó. Nên từ nơi đó đứa con đòi nợ thì bắt đầu là hai đứa con ông này
Tuy là nó quẹn vậy mà ổng muốn con ổng sống chứ không muốn chết. Mà nó đến đòi nợ thì bắt đầu là ổng với bà biết Phật pháp từ từ, tu từ từ thì nó đòi nợ đủ rồi. Thì hai thằng nó lần lượt nó chết queo hết trơn. Buồn vô cùng buồn luôn. Rồi cái ông thầy này ông phiên này kia đồ thì nguôi ngoai đi. Rồi cuối cùng từ từ bà vợ chết luôn. Bà vợ bà buồn quá, hai đứa con chết bà chết theo. Chết luôn. Rồi từ từ cái thằng con thứ ba, thứ tư gì đó là nó hiền vô cùng nó cũng chết luôn. Lúc đó ông nói một câu: tôi hận Phật, hận quý thầy. Nó từ hôm nay tôi gặp người xuất gia là tôi quýnh. Rồi chào. Lúc đó chắc mình gặp mình cũng trốn luôn. Quýnh mình sao? Hiểu chưa? Thế vị biết rằng là cái tâm ông buồn 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 vô cùng. Mà cái ông này cũng có cái duyên đặc biệt. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm mới thị hiện một chàng trai. Thì trong giấc mộng mới đưa ông đi xuống với âm phủ. Thì ông xuống âm phủ ông gặp hai cái thằng con trai ông đang bị đọ dưới. Nó khổ đau te tua dưới. Ông đến kêu con. Nó nói con gì quá. Tôi là do tôi đến để mà tôi đòi nợ ông. Ông đối xử tôi tệ bạc, tôi đến tôi đòi nợ. Thì tôi đòi nợ xong rồi tôi đi. Nhưng mà do tôi lên trên cái dương gian này tôi đòi nợ quá đáng. Tôi đòi nợ mà nó âm nợ tôi luôn. Cuối cùng bây giờ tôi xuống đây tôi chịu nè. Đòi mà đòi thừa ấy vị. Xài quá đáng hiểu không? Cuối cùng đi đọ ngược lại. Ở dưới chịu chứ. Rồi ông xong hết trơn ông mới gặp bà vợ. Gặp bà ngồi cho bằng trong. Khổ te tua luôn. Thì ông mới hỏi: ủa bà, sao mà bà xuống đây mà bà khổ dữ vậy bà? Bà làm tội lỗi gì mà bà khổ dữ vậy? Bà nói trời ơi, hồi xưa tôi dành cho gian là cắt cổ ngu. Đối với cái người làm công tôi keo kiệt, tôi tính từng giờ từng khắc với nó. Nó làm nhiều mà tôi muốn trả tiền ít. Tôi câu giờ thêm mà tôi muốn cho tiền. Nên cái tâm tính con người tôi nó độc địa vì tiền bạc mà tôi làm bao nhiêu tội lỗi. Trời ơi, giờ tôi xuống đây tôi thiệt tình mà nói tôi quá hối hận không ông? Quá trời là khổ, tiền bạc thì để lại dương gian. Mà đi xuống đây thì bây giờ tôi chịu khổ gì ông ơi ông? Bắt đầu nói chuyện xong hết trơn. Bà nói với ông câu: ông ơi, nếu ông còn nghĩ chút vợ chồng ngày xưa, ông về ông cố gắng tu nhân tích đức, làm lành lánh giữ, niệm Phật rồi cho nhiều. Nó đi đến đạo tràng đông đông tu hồi hướng cho tôi. Bà này cũng khôn ghê. Khôn ghê thì cái không. Thế vì biết rằng là xong nói chuyện với bà xong á, ổng lỡ ổng gặp cái thằng con trai thứ tư. Thằng này hiền. Thì ổng nói: con, trời ơi con hiền sao mà con cũng bỏ cha ai cốt. Nó nói: thì tôi là thiếu nợ ông. Tôi thấy thiếu nợ ông. Ông thấy từ khi mà tôi đến nhà, tôi lớn lên tôi không có làm điều gì cho ông buồn. Tôi nghe lời răm rắp, hai người anh thì quậy té tôi, còn riêng tôi là hiền. Thì tôi trả nợ ông tính lúc xong rồi tôi đi. Mà bây giờ tôi đi xuống đây rồi, tôi trả nợ tôi hiền. Thì tôi xuống đây rồi tiếp tục tôi đi đầu thai nữa. Thôi tôi chào ông tôi đi nghe. Nghĩ đến chuyện này tự nhiên thấy cuộc đời có người ủa ta. Giống như nó trong một cái dòng xoáy lẳng quẳng kỳ cục thế ghê. Bữa nay làm vợ người ta biết đâu ngày mai làm chồng. Có khi mình lại làm vợ của con trai mình ngược lại. Tại sao cuộc đời có người nó cứ quay quặng kỳ cục gì? Vậy thì cuộc đời con người mình cuối cùng quý vị coi mình có cái gì trong cái cuộc đời này quý vị? Bình tĩnh ngồi suy nghĩ để mình có được cái gì chăng? Nói đây không phải là để cho quý vị tiêu cực đâu. Nhưng mà nói đây để cho chúng ta nhận thức được cái cuộc đời này. Thì ra là cuộc đời này chúng ta đi đến đây tay trắng quần trắng tay mà tạo một đống nghiệp quý vị ư? Thiệt tình mà nói nếu chúng ta không gặp Phật pháp thì chúng ta quá mù quáng rồi. Nó thiệt là quá mù quáng. Đó. Nên vì kiếm tiền mà tạo bao nhiêu nghiệp sát sanh hại vật nói dối đủ chuyện. Mua nảy chuối 10.000 bán 15.000 là bán vốn. Làm bao nhiêu việc vì kiếm tiền mà tạo nghiệp đúng không? Nhưng mà khi chết tiền bạc để lại dương gian, nhưng nghiệp quả mình phải đi xuống dưới phải chịu. Đó quý vị coi đó. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta đã nghe được Phật pháp rồi. Đây là cái cơ hội để chúng ta tu phước tu duyên, cái cơ hội để tu nhân tích đức. Nên đi về đây á nghe, trong 4 ngày mà lễ 2.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm đó, người nào là người mà đủ nhân duyên này, cố gắng, cố gắng tu hành hồi hướng về cực lạc, về nhà cũng nên dụng công tu. Nó rồi đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật. Buổi tối 21 khi mà xong, tặng cho người chiếc máy niệm Phật đeo cổ. Về lúc nào cũng đeo nghe chưa? Bắt cái điệu niệm Phật nào mà mình thích đeo hoài vậy đó.
Nó một người một chiếc máy niệm Phật với một chiếc máy bấm sốt. Bấm sốt nè, thấy không? Bấm sốt niệm Phật. Đó. Còn thí dụ như máy nghe pháp gì bị xuống cái phòng máy, đặt một hai cái về tặng cho dòng họ của mình, cha mẹ hai bên. Biết đâu một chiếc máy nghe pháp này mà giải quyết được cuộc đời sao quý vị. Đó. Rồi chính bản thân của mình nè, phải lo niệm Phật siêng năng. Từ hôm nay những cái việc mà tổn người lợi mình đừng có làm nữa. Đừng có làm nữa những cái việc tổn người mà lỡ mình. Rồi tập ăn chay trường đi quý vị ơi. Ngưng sát sanh. Tập ăn chay trường đi, đừng có sợ. Đừng có sợ ăn chay trường mà thiếu chất dinh dưỡng. Không có thiếu đâu. Không có thiếu chất dinh dưỡng đâu. Quý vị coi những đức làm việc như châu có thiếu chất dinh dưỡng không? Mập nữa. Thấy chưa? Nên từ nơi đó yên tâm đi, ăn chay đi. Nó thiện tâm chứ lắm. Khi ăn chay rồi từ từ cái tính tình nó đỡ nóng, đỡ săn hẳn. Nghỉ uống rượu bắt đầu là nó thông minh nghe. Ồ, ngày xưa mà những đức nhậu nhiều á, cái mặt kỳ cục lắm. Mà mấy ông mà nhậu vô mà bây giờ mà có điện thoại mấy ông quay phim coi thử coi. Mình bình thường nghe, mình bình thường mình nói chuyện ngon lắm. Nói chuyện đàng hoàng lắm mà mình nhậu đúng là nói câu rượu vào lờ ra. Nhậu xỉn vô mặt kỳ cục lắm. Lúc bình thường gặp vợ người ta không có chọc đâu. Mà nhậu vô cái tự nhiên gặp vợ bạn á. Thím hai cũng đẹp quá. Thấy chưa? Nhậu vô tàu lao thấy ghê không? Nó nên ở dưới quê mà có nhiều ông mà nhậu vô bị người ta đánh te tua thấy chưa? Đi ngang vợ người ta khiều móc vợ người ta mà bị quýnh. Nhậu xỉn thưa tàu lao lắm. Thấy chưa? Nên Phật nói cái giới uống rượu là Phật ngừa giới. Uống vào nó phạm bốn cái giới kia. Nó tàu lao bác xế liền. Uống vào nó không tỉnh táo. Nên cái người uống rượu là đầu óc mình bị lu mờ. Uống giết lu mờ luôn. Những đức ngày xưa mà chịu mười mấy năm nhậu á, một ngày là nhậu mấy tăng. Nhậu giết mà hô hốc luôn. Chứ làm sao? Nhậu giết hô hốc luôn. Nhậu giết mà cái mặt lúc nào con người ta nói ma men á. Hỏi, ủa, mới hồi sáng sớm chưa chơi nhậu hả? Này, còn cái hương vị hồi tối. Hồi tối nhậu mà sáng nay còn xỉn. Cái mấy bạn nói câu gì nè. Vậy đó mà giờ này thêm tăng nữa được lắm á. À, thêm có mồi màng gì không? Nhất là dưới quê, nhậu nhất là dưới quê. Mồi màng không? Nay không có mồi màng. Bẻ đại chứ xài vô đi. Tôi anh bạn bè anh em mà càng gì mồi màng chứ xài cũng được mà. Cắt ra mấy miếng bắt đầu là rượu rót uống. Uống chút bắt đầu quậy sụp. Thấy không? Không lo làm ăn cái gì chứ nhậu nhất là mê mờ lý trí. Nên bây giờ biết Phật pháp rồi bỏ rượu đi. Đừng có bao giờ uống rượu. Thuốc bỏ luôn, không lợi ích gì cả. Hút thuốc á, nó không lợi cho mình mà nó còn hại người xung quanh nữa. Hại xung quanh nữa. Nhất là nhà mà đóng cửa kính mà mình hút thuốc. Cái người hút thuốc mà đỡ tổn hơn cái người hít khói thuốc. Nên bây giờ hút thuốc nó không có lợi, bỏ luôn. Mình biết tu rồi, cái gì nó không lợi ích, bỏ đi mấy ông. Bỏ đi. Nhưng đức mười mấy năm nay đi tu khỏe thế ghê, không uống rượu. Khỏe re, tỉnh táo, đầu óc tỉnh luôn trời. Mà bây giờ mình nhìn thấy đỡ hô không? Thấy chưa? Rõ ràng. Nên từ nơi đó mà quý vị thấy Phật pháp hay gì sao mình không học. Phật pháp giúp cho mình sửa đổi lỗi lầm, làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời nữa. Nó làm rất là nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nên những đức nói chúng chùa mình cứ chân thật phục vụ chúng sanh đi, vui vẻ quan hỷ nhiệt tình lo cho người ta. Hôm qua kêu cô Liên Như ra gom mền cũng được gần cả ngàn cái mền. Nó đi gom chỗ này chỗ kia. Qua lễ này những đức mua một số mền, những đức chắc ở trên đây thêm số nữa. Nó kệ đi, người ta đến ì mà bây giờ thiếu tứ tung lang tan mà thật sự đông quá vậy. Thấy không? Quá đông. Mình mua nguyên cái vàng này mà xài hết chắc chùa mình chắc phòng toàn bộ chứa đồ không. Chứa đồ không có chuyện dẫn chờ. Thấy không? Chùa mình đã là nhiều đồ rồi đó mà xài không đủ. Nó mấy chú nói ba cái máy bơm nó bơm te tu, nó chế những cái máy bơm. Nên hồi sáng kêu đi mua cái máy bơm. Quý vị ơi, chúng ta đông người
mình tu hành, mình nghe đạo, cái gì tích phước được thì tích. Nhớ nghe, nước á, như từ xưa những đức giảng cũng thường nói, nếu như mình mà không có cái phước hưởng nước á, thì mình sanh vào nước châu Phi. Hiểu chưa? Bây giờ mình sanh vào nước Việt Nam, nó cũng có nước đầy đủ cho mình uống. Khi mà xả nước rửa tay, mình xả nhẹ nhẹ thôi. Mình rửa tay, mình chỉ cần mình rửa sạch cái tay thôi, chứ đừng mình đừng có xả ào 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 ào. Khi mình đánh răng á, tự nhiên mình lấy cái ca mình hứng miếng nước, mình hứng miếng nước, chứ mình đừng có mà xả vòi nước cho nó chảy, để mình phát từ từ. Nó chảy cái gì thì cái lượng nước mà nó hao nhiều ghê lắm. Dưới cái lượng người này nghe quý vị, nếu mà xài nước thả ga luôn cái máy bơm, cái giếng nó không đủ nước cho mình dùng luôn á. Nó đến lúc là nó tới cặn luôn, là nghe mùi sình luôn á, cho vị biết á. À, tại vì đông người dùng nên mỗi một con người tiết kiệm chút. Dùng được là được rồi. Còn khi tắm đừng có bưng ào 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 ào. Phải xói đúng mục tiêu của nó. Hiểu chưa? Mục tiêu là sao? Một ca nước xói từ trên đầu xói xuống. Còn những người tóc dài thì mình không cho nó ướt cái đầu mình, thì mình xói sao phù hợp. Từ ngang gần cổ mình xói xuống. Mình xói một ca một thôi thì người mình đã ướt hết rồi. Lúc đó mình lấy xà bông rồi mình tắm. Mình tắm xong rồi mình chơi thêm ca, nó tự trên nó tuột xuống cho sạch. Chứ mình đừng có chơi ao 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 ao. Mình chơi kiểu này nó cái phước trong mạng hưởng nước mình giảm. Giảm nước cái phước nó lại. Nên còn mình rửa chân, thí dụ như rửa chân, xói một ca nước nhẹ xuống, bắt đầu kỳ chân đâu đó đàng hoàng, kỳ đâu đó đàng hoàng, cái tiếp tục xói một ca nữa, cái mình mới kỳ. Chứ không phải là tự nhiên cái chân dơ như vậy, cái xói nước ào 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 mà không chịu kỳ cái chân, thì xói hoài đi chăng nữa cái chân cũng không sạch. Đó gọi là cái phước trong mạng về nước của mình nó giảm tối đa. Nên mỗi một con người nên tích một chút nước, một chút nước. Nếu như mà một ngày nào chúng ta không có nước uống thì nghĩ sao? Đó, nên á, mỗi một con người nên tích phước nghe. Rồi á, hôm qua mấy anh em đi móc cống, thấy tóc trầu ô cộng dài dài. Nó rồi xong á, là có nhiều người á, người ta không biết quý vị, cái bằng chải mà ta liện vô cái nhà cầu, chơi nguyên bằng chải liện vô nhà cầu luôn, chà chân xong liện vô nhà cầu. Xong cái bà kia đi vô đi cầu á, dội xuống. Rồi cái bàn chải nó lắp vô cái lỗ cống ở dưới. Rồi bắt đầu là nó rác mấy bà liền vô nhà cầu luôn. Rác bà liền vô cái nhà đi cầu, cái cầu tiêu á. Rồi bà dội xuống, ụt xuống dưới, nó dính lại, quên một cục. Rồi nước nó không chảy nữa. Mấy chú ông đào lên, ông moi ra cái bàn chải với tóc dài dài nó quấn lên cục, le lử luôn. Người thấy chưa? Nó nên đông người cần với sự nhắc nhở video. Chứ thật sự đâu phải mà con người mình đâu phải ai cũng có ý thức hết đâu chợ. Trời ơi, bị coi người ta kìa. Trên lầu nặng quá chừng rớt xuống nữa. Hiểu chưa? Nên từ đó không có đơn giản đâu. Phải nói là tổ chức cái chương trình này là cái chương trình mà phải chân thật mà phát tâm họ phàm phu học Bồ Tát đó. Nó rồi nhiệt tình hết lòng lo lắng. Những đứa có động viên cả từng lễ cái ban tổ chức luôn. Nhớ những đứa nhắc quý vị một cái câu: lúc nào cũng sanh tâm hoan hỷ, lúc nào cũng sanh tâm biết nghe lời. Sanh tâm hoan hỷ là tăng phước duyên, tích tụ năng lượng. Còn những cái gì hay nên học, vì thì chuyến đi này về tuyệt vời. Còn những cái việc những đứa nói căn bản quý vị nên xem lại đi. Phải là có những người mình tắm mình vô nhà vệ sinh sao ào 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 ào. Những đứa mà nói là cái vòng những đứa tắm, thà bây giờ quý vị biết, thà cái vòng tắm của mình sau này coi chừng những đức bắt với cái gì vòng sen, đúng không? Nước nó tí nó ít hao, còn mình múc nước mình dội nó hao nhiều hơn, đúng không quý vị? Nó sau này mình thiết kế lại nó, nên từ nơi đó có cái vòng sen vậy nè, nó nên đỡ hao nước, đúng không? Đó quý vị biết rằng những đức cứ nghe mỗi lần mà xả đồ là cái nước mà xả lần thứ hai ấy, là những đứa đổ vô cái thùng riêng, biết gì chưa? Dội đi tiểu đỡ lấy nước sạch, thấy chưa? Dùng công hai ba chuyện thôi, cuộc đời con người những đức tin lắm, có phước là hưởng hoài hưởng hết. Mình hết phước mình khổ á, quý vị coi có những người ta giàu mà ta giàu chưa có bao lâu á, chừng là ta nghèo rồi. Còn khoảng ngoài đời vì nhìn có những người giàu thấy ghê không? Giàu mà họ nói vậy nè, cái gia đình mình giàu mà nói mà
mà ăn mấy đời cũng chưa hết. Chưa chắc đâu bạn. Bạn giàu bạn hưởng không, bạn hết phước nó sập á, chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Tự nhiên nó cháy nhà không còn cắt luôn, đừng nói chuyện đùa, hết phước nó cháy nhà, sập nhà. Tự nhiên nhà mình sập xuống à. Tại vì hết phước. Nên người có phước phải đem phước giải vô con người. Nên những đức nói tôi hiểu rồi, nên tôi đem phước tôi giải vào con người hết. Khô hơi cạn tiếng nhiệt tình làm việc, lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, rủ người ta tu đúng không, rồi còn hướng dẫn người ta, nên người ta mới cúng dường, rồi đem tiền cúng dường xây chùa nuôi người già, rồi đem tiền cúng dường này dư ra tổ chức chương trình người mù. Qua lễ dí Quan Âm này mà có dư tiền chơi người mù luôn. Ông cách nói chuyện làm cho ta vui đúng không? Ví dụ như bây giờ Nhật Đức nói câu qua chương trình lễ này tổ chức người mù thì bình thường đúng không? Nhật Đức nói chơi người mù. Nó cũng là một câu nói mà nó làm cho người ta nó có một cái gì đó nó cảm thấy tỉnh ngủ. Chứ không đơn giản đâu, có khi hồi tối đông quá ngủ không được. Sáng nay ngồi tù sớm giờ mà giảng pháp mà nó không thu hút được là ngồi dưới làm nè. Mình nó thê thảm cái chuyện mà ngủ mà không cho ngủ á nghe. Cái kiểu mà ngộ là cái giờ ngủ mình ngủ không được. Nhưng mà cái giờ ông thầy Nhân Đức ông nói chuyện thì ngủ. À này là ngộ, này là nghiệp duyên cản trở. Thì lúc đó mình buồn ngủ mình nói với mình nói vậy nè. Ê ê. Mày cản trở tao hoài ê. Lâu lâu tao dịp về chùa có 4 ngày mày để tao nghe để tao hiểu thêm chút chứ. Hiểu không? Mình làm gì mình nói nó là nó tỉnh liền à. Nói mày để cho tao nghe đi, để tao hiểu được chút Phật pháp, để tao về tao áp dụng rồi tao hồi hướng cho mày. Mày mở mắt ra đi. Nhóm gì? Nhóm gì hả? Một chút đi, một chút rồi nhắm mắt. Một chút ra ăn cơm, bữa nay người ta chuẩn bị sớm. Người ta sẽ nghỉ sớm chứ. Rồi á ra phóng sanh cũng biết thực xong rồi xuống ăn cơm là từ thí dụ như 10:30 mà ngủ cho tới 1:30 luôn, hiểu không? Cứ nằm nghỉ đi cho thoải mái. Không nhận đức tính lắm, nhận đức tính cho quý vị dữ lắm luôn á. Quý vị thấy hồi sáng tu khỏe cái ghê không, lễ vật có chút ẻn là nghỉ liệt ẻn. Cái văn tự miền Tây dễ thương lắm quý vị, thấy không? Nó dùng văn tự miền Tây ảnh. Hiểu không? Lễ Phật địa chung 20 phút, lễ Phật 20 phút, thường lễ Phật 45 phút, bây hổm lễ nửa tiếng, bữa nay lễ còn 20 phút luôn. Biết lễ 20 phút chi chưa? Làm cho cơ thể của mình thoải mái. Chứ nếu sao những đức mà không hiểu cách đó, là sáng cho bị ngủ rồi đó. Những đức mà làm biến là cho bị ngủ liền á. Với cái tính những đức, nếu những đức không tu là cho người ta ngủ á. Kỳ cục vậy đó. Mình không tu bắt người ta tu kỳ. Nên những đức nói mày mà ngủ chừng sáng mày nằm luôn. Tại vì hồi tối lễ 500 danh hiệu cơ mà nó cứng lại. Ngủ xong bắp chân cứng. Sáng mà nếu lễ nhiều thì ngán. Lễ 20 phút thì dẻo cơ lại. Thấy không? Mấy cái bà mà bắp chuối rồi đau đau rồi đó. Sáng lễ 20 phút nè. Lễ xong bà nào nãy bước ra nói công nhận thầy đức cho lễ 20 phút khỏe thiệt. À, ngon lắm không có giỡn đâu nghe. Nó lễ 20 phút mà tích tụ nguồn năng lượng với gì. Đi về chùa cơ hội tu phước duyên. Tu phước duyên, thấy không? Phải ngồi nói chuyện này nè, thấy vui nè, thấy chưa? Chứ nếu mà bắt tu suốt luôn, nếu mà chùa mình mà không có thầy giảng, đố quý vị mà có được cơ hội này đó. Nếu bây giờ mà như Đức mướn ông thầy giảng cho 4 ngày này, không biết bao nhiêu ông thầy nói nữa. Cho quý vị biết, quý vị nói bị giảng sư mà nói ngày nào cũng giảng. Quý vị trong 4 ngày này quý vị mướn 12 ông. Trời ơi, 12 ông mà một ông lỡ giảng là phải bao thư. Những đức nói bèo bèo gì cũng phải 10 triệu buổi giảng. Trời ơi, cúng dường giảng sư mà. Dường giảng sư mà nó 200 ngàn, không có chuyện này đâu. Bèo bèo 10 triệu, hiểu chưa? Giảng sư mà. Bây giờ có một mâm đồ ăn ngon nữa nghe, không phải bình thường đâu. Phải một mâm đồ ăn đặc biệt, giảng sư, chứ không phải là tầm thường. Khăn lạnh, đồ mát mẻ, thơm tho, ngồi ghế không phải ghế tầm thường, không phải ghế mũ đâu nghe. Nó phải ghế cây, đồ đẹp đẹp, đồ cây chiên đàn thơm thơm đồ chút, nghe không?
giảng sư. Thấy không? Từ nơi đó quý vị biết rằng á, còn ở đây chùa mình kim luôn, kim. Thì thấy chưa, đỡ kinh quý cho chùa biết bao nhiêu mà nói. Mà nếu những đức mà ở đây mà không giảng được, mà 12 ông thầy giảng thì bị biết 12 tư tưởng. Bị về đây bị lụm 12 tư tưởng. Quý đem về, quý vị đem 12 tư tưởng về, quý vị lên xe phải làm gì nè. Ồ chị sao mà thấy chị đi chùa trước đây về cho chị kỳ cục quý. Sao mà đầu óc gì nghiêng kỳ nó. Biết sao? Ông thầy này dứt bên đây, ông thầy này dứt bên đây, ông thầy này dứt bên đây, ông dứt tá lả âm binh. Cuối cùng là tôi ngắt ngay. Đơn luôn, thấy, thấy chưa? Phải không? 12 tư tưởng đưa vô nạp vô đầu. Thì thần kinh là bộ máy chính. Thần kinh là bộ máy chính để mà gọi là giải quyết cho toàn thân. Nhưng mà bây giờ ông nạp vô đầu mình 12 tư tưởng thì thần kinh mình căng ra. Thì căng ra thì sao? Chứ sao? Bị công nhận không? Bây giờ về đây bị thấy không? Chỉ có một tư tưởng một luôn. Một âm điệu, một tư tưởng. Thì công nhận không? Hay. Bởi vì về đây rồi là cô nào cô nấy mà cái bữa đi về là như thế nào. Ủa sao vậy hả? Mà em thấy chị chưa đi chùa sao em thấy chị sao mà thấy mặt khờ khờ nay đi chùa về sao mặt lanh gì? Một tư tưởng. Thầy nói rồi, một tư tưởng là thôi à. Một pháp tu một tư tưởng nghe một người cứ vậy mà hành trì. Tôi bữa nay tỉnh lắm. Hiểu không? Xong là tự nhiên lúc trước mà chồng mà nói một câu cự lại liền. Bây giờ về chồng nói thôi mà cái nói hoài. Bao nhiêu năm sống với nhau mà cứ chữ 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 hoài. Thôi đừng có chữ nữa, mai mốt không có đâu mà chữ. Ổng nghe câu này nó giật thịt quá trời. Đi tu về mấy ngày đấy biết chuyện gì xảy ra. Tại vì sao mình chữ nó thà bây giờ nó cự lại đi mà mình thấy quen. Bữa nay nó không cự lại mà nó cứ à thôi à, anh cứ chữ đi. chắc là một ngày nào thì cũng không có đâu để mà chữ nữa. Mình như Đức mà làm chồng mà nghe vợ nói câu nói đó là như Đức ớn rồi đó nghe. Cho bộ mình là xanh sao rồi đó chứ không giỡn đâu. Mình đi tìm hiểu nghe. Mình bắt đầu mình đến gần nghe. Mình thỏa thẻ mình đến gần nghe. Mình hỏi ủa sao mà không bây giờ thôi cho anh xin lỗi. Xin lỗi nghe. Những gì mà anh nói không đúng cho anh xin lỗi. Em hỏi bây giờ, anh nói thật lòng là có gì không? Có gì không mà sao mấy ngày nay nói chuyện ơi lạ lạ, thấy chưa? Mấy ngày đó nói chuyện lạ lạ kỳ với chẳng có bệnh hoạn gì không? Nên à, cuộc đời người ai mà không bệnh? vô thường lắm anh ơi, vô thường lắm, vô đến ghê kiểu này, cho ghê cái này còn sợ ác đạn nữa. Từ đó về sau đố dám chữ nữa. Ngày xưa chữ lại, chữ hoài. Vì có bạn đồng hành. Thì bây giờ thì buồn buồn lôi ra chữ qua chữ lại có chuyện làm. Còn bây giờ chữ mình cứ à thôi cứ chữ thoải mái đi. Một ngày nào thì cũng không có đâu để chữ nữa. Sợ xanh mặt 100% luôn. Mấy bà nào bị chồng chữ, mấy bà chơi câu này lạnh ngắt liền. Một câu này thôi là đủ vốn rồi. Bởi vì phái nữ ta đồng hành thấy ghê chưa. Chỉ người ta tiệt chiêu á mà. Giảng sư. Thấy chưa? Về chùa này chịu khó chặt chọn chút mà vui. Thấy chưa? Có nhiều cô nói rằng, cô nói thiệt với thầy, về đây ngồi gốc cây cũng vui nữa.
Thấy không? Tình người, tình người bị ôn. Thấy không? Nó nên tất cả các cô ngay từ hôm nay không có được cự lại chồng. Còn các ông gặp con vợ dữ không được cự với vợ. Cũng nói câu y gan vậy luôn. Gặp con vợ mà về nhà mà nó hung bạo dữ dằn quá đó, mấy ông lúc trước tới bây giờ cũng ấm ức lắm đúng không? Bây giờ từ hôm nay nghe lời biết đừng ấm ức nữa. Bỏ luôn, cũng nói câu y gan vậy này. Tôi hiểu rồi bà. Nợ nần mà. Chắc là tôi cũng đã từng chửi bà nhiều lắm rồi. Nên đời này từ khi tôi lấy bà tới giờ bà chửi suốt. Tôi nói thiệt với bà là tôi cũng ấm ức lắm. Nhiều bạn bè tôi nói là mày là đàn ông chứ đâu phải bị đi đó mà mày. Bị vợ chửi thế tôi. Tao vô mày là chết. Chứ đừng có nói mình sao mà mày mày nhát dữ mày. Bây giờ tôi mới hiểu bà thôi. Tôi thiếu nợ bà nên tôi muốn cự lại mà tôi không dám. Tôi muốn cự lại không biết gì, nó ngạn người cổ tôi không dám bà ơi. Thật sự tôi nói với bà thật lòng, tôi nói lần này không biết mai mốt tôi còn có cơ hội nói nó. Trời trời. Trời đi chùa về sao nói chuyện sánh sao vậy trời. Lúc trước ta nói nè, không biết nói chuyện hôm nay sao nói chuyện kỳ cục vậy trời. Vì không có cơ hội. Nói tầm bậy tầm bạ gì kỳ à. Nói tôi nói thiệt vô thường lắm. Vô thường lắm bà ơi. Tôi nghe thầy giảng tôi hiểu rồi. Cuộc đời mà cũng như ngọn đèn treo trước gió. Trời trời nay sao mà ông già này đi chùa sao mà về nói tầm bậy tầm bạ trời. Tôi nói thật lòng đó. Bà cứ chửi tôi đi. Bà cứ nghĩ bà là chồng đi. Tôi hàng lắm. Từ đó thì sao không dám chửi luôn. Tại vì sao? Bà mà chửi nữa là coi chừng tôi vắng bóng. Trời ơi. Hiểu không? Bây giờ tôi chấp nhận trả nợ hết. Tất cả cái gì bà đối xử với tôi sao tôi trả nợ hết. Tôi trả để mà tôi đi sớm sớm. Trời trời ơi. Gì? Trả đi sớm sớm là sao? Thầy nói. Trả nợ mà vui vẻ là đi sớm dữ lắm. Nói thật. Vậy là làm sao mới để ông lỡ lâu? Đừng giữ nữa là ở lâu lắm. Mấy ông nghe nhớ, đừng chữ nó thì ở lâu lắm. Nếu mà bà chữ tôi mà tôi nhịn được là tôi đi cấp kỳ. Tại vì công phu nó dễ thành tụ quá. Thấy không? Nó mấy ông cứ tiếp tục một câu vậy nhớ là không cần cự lại, không cần đối lập lại, mà chỉ cần chữ nhẵn thôi thì giải quyết được vấn đề. Nhẵn nhỏ thành tụ nhỏ, nhẵn lớn thành tụ lớn nhé. Thấy không? Nhân đức lúc nào cũng đeo máy niệm Phật hết. Có khi Nhân đức để ý thấy chiếc máy niệm Phật này nó hỗ trợ cho mình tu rất là hay. Có khi Nhân đức quá bận rồi thì đi qua bên kia được chút thời gian thì Nhân đức bật cái điệu lễ Phật bốn chữ trong cái máy niệm Phật này, Nhân đức lễ Phật cũng được nữa. Thí dụ những đứa muốn lễ nửa tiếng hay một tiếng gì thì những đứa cứ lễ hoài vậy đó. Rồi thí dụ như thời gian của mình được có nửa tiếng, những đứa cài cái đồng hồ kế một bên, để cái đồng hồ kế một bên, thì những đứa lễ nửa tiếng, những đứa nghỉ hồi hướng xong. Rồi có khi những đứa làm việc mỏi mệt quá thì mình bật cái điệu niệm Phật lên, mình ngồi trên cái ghế mình niệm Phật cũng được. Rồi đi đâu cũng đeo niệm Phật hết chứ. Có khi muốn sân si lên một chút cái tự nhiên nghe cái điều niệm Phật nó niệm cái đầu dằn xuống. Tại vì thấy mình đeo máy niệm Phật mà sân si số vô duyên. Đó. Nên những đức thấy rất là hay. Bất cứ một phương pháp nào mình phải là chân thật áp dụng thì nó mới có kết quả được. Như những đức đeo máy niệm Phật, đức thấy lợi ích lớn dữ lắm. Duyên với Phật A Di Đà. Nghĩa là mình niệm Phật mình còn có thể quên. Nhưng cái việc mà chiếc máy niệm Phật này thì nó có bộ nhớ phi thường, nó không quên. Niệm hoài vậy đó. Nên người niệm Phật bên cạnh lúc nào cũng đeo chiếc máy niệm Phật. Chùa mình thêm chiếc máy bấm số hỗ trợ. Ví dụ như một ngày mình đưa lên số lượng mấy ngàn câu,
bấm đi. Quý vị biết những đức đọc lời của chư tổ sư có một câu. Các ngài nói rằng là người mới biết niệm Phật cần phải niệm cho nhiều. Cần niệm nhiều. Không biết bạn có nhiếp tâm hay không nhiếp tâm, vọng tưởng hay không vọng tưởng, nhiệt tình hay không nhiệt tình, nhưng bạn niệm Phật được nhiều là tốt. Bây giờ mỗi người chúng ta suy nghĩ nè, nếu như cái miệng mình không niệm Phật mà cái miệng mình đi nói chuyện tào lao, thì để cái miệng này niệm Phật mà không chân thật còn ngon hơn là đi nói tào lao. Chắc chắn rằng nếu như niệm Phật không chân thật thì nó lợi ích cũng được khoảng 4-5 phần. Còn đi nói tào lao thì nó có hại hoàn toàn, không có lợi, đúng không? Nếu như dùng cái miệng này mà bấm số niệm Phật rồi, mình cứ niệm Phật thì chắc chắn là mình có kết quả lớn vô cùng. Ban đầu thì niệm cũng chưa chân thật, niệm lâu ngày thành chân thật. Quý vị để ý, lúc mình còn trẻ, khi mình thích một bài hát nào, mình ưa làm cái gì là mình nghiêu ngao mình hát. Cái này là chắc chắn 100%. Có nhiều người có bệnh này lắm. Ngày xưa khi chưa tu, khi mình làm cái gì là mình ưa nghiêu ngao mình hát bài hát. Những đức thì ưa hát cái bài hát "Em ơi nếu mong không thành thì sao". Nên từ nơi đó mình thì mình phái ai thì mình muốn phải đến với nhau. Bây giờ mình cứ hát bài hát "Em ơi nếu mộng không thành thì sao". Nên cứ hát cái thành quen. Vậy thì bây giờ mình niệm Phật á, niệm lâu thành quen. Nghe ngày xưa mình hát bài hát, mình làm gì mình cũng niệm, mình cũng hát. Còn bây giờ mình niệm Phật thì tự nhiên lâu ngày nó quen rồi, thì mình làm gì mình cũng niệm Phật. Mà niệm cả đời như vậy rồi thì quý vị biết rằng là bất cứ cái lúc nào mình hết hồn giật mình đều là A Di Đà Phật. Quý vị mà niệm Phật quen đi, ai mà hú hồn quý vị cái A Di Đà Phật. Còn có những người mà ta không quen đi, thí dụ như ai mà làm ta giật mình gì cái người ta kêu "Ba mày má mày". Nó kêu câu nó đâu có kết quả bằng câu A Di Đà Phật, quý vị công nhận không? Có nhiều bà già quý vị thấy rõ ràng. Hoặc là ta kêu "Chờ ơi". Kêu "Chờ ơi" cũng chưa chắc lên cõi chờ. Tại vì cái cõi chờ quý vị phải tu tự lực. Nó mười thiện tu tiêu chuẩn cao lắm mới lên cõi chờ, không có đơn giản, tự lực. Còn câu A Di Đà Phật này là pháp nhị lực. Vì niệm A Di Đà Phật dù quý vị chưa có đạt được công phu gì, nhưng mà quý vị tín nguyện niệm Phật là có bổn nguyện tiếp dẫn. Nên chỉ cần chân thật niệm câu Phật hiệu và muốn về quốc độ cực lạc thì chắc chắn là được về. Nên cái câu Phật hiệu này nhất định phải tập thành thói quen niệm Phật. Mà một con người mà thường xuyên niệm Phật là thường sanh pháp vị. Quý vị biết rằng một câu A Di Đà Phật này giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Từ bệnh đau hay là buồn phiền hay rắc rối gì không suy nghĩ ra được, hoặc là trong lúc mà nặng nề đầu óc này kia được, câu Phật hiệu giải quyết được hết. Những đức thấy hay lắm. Quý vị biết rằng cái công việc những đức nhiều lắm, không có cuốn sổ nào ghi nổi đâu, nhiều lắm. Mà làm việc lập trình toàn là trong đầu óc không. Những đức làm việc không có máy móc nè, không có sách vở nè, toàn là từ cái đầu suy nghĩ hết việc luôn. Tại vì một là những đức không có biết xài điện thoại, cảm ứng không xài được. Những đức không có xài máy tính, không có xài. Toàn là làm việc bằng cái đầu chính luôn, không có một cái sách vở gì. Những đứa cũng không thích viết chữ. Viết chữ sai chính tả rồi viết gì. Những đứa từng nói rằng có nhiều cô nói có khi có việc gì nhắn tin cho chú Tâm Nhiên rồi nhờ thầy nhắn lại cái tin nhắn. Nhưng Đức nói thôi, tôi nhắn tào lao bác xế đây, nhắn lộn xộn tùm lum, nhắn tầm bậy bạ thì hỏi giờ này em đang ở đâu nữa chứ. Chồng người ta nó tìm ra nguồn gốc tin nhắn là nó quýnh te tu, quýnh này là quýnh lãng nhắc, đúng không? Tại vì viết chữ sai chính tả, cứ viết tào lao. Nên đó là ít bao giờ viết chữ nè, rồi không có xài máy tính.
rồi không có xài điện thoại. Từ nơi đó mà phải dùng toàn bộ đầu óc để làm việc hết. Có nghĩa là tất cả việc đều phải dùng đầu óc để làm việc. Khi họp chúng rồi hoặc là sắp xếp tất cả các việc lễ đồ này kia, mấy đạo tràng, toàn là khi bước vào là sắp xếp, không có giấy tờ gì hết. Nên từ nơi đó lâu ngày thành quen luôn. Nên cái bộ não những đức dùng cũng nhiều. Nên quý vị thấy rằng là khi những đức lên nói chuyện cũng vậy. Ví dụ như có những người, người ta giảng pháp, người ta có cái máy tính để trước mặt, người ta ghi chú này kia, rồi người ta nhìn vào đó, hoặc là người ta viết một bài giảng, rồi người ta có thể nhìn vào người ta đọc với người ta giảng. Nhưng mà mình thì rất là thoải mái, rồi sáng tới giờ bên kia thì gặp mấy anh em báo nào là máy bơm nó bị cháy, nào là cái này cái kia tá lạ âm binh phải không? Rồi xong đó, bản thân của mình thì ngồi đi vòng vòng trên lan can, mình cứ niệm Phật, cứ vậy thôi. Rồi tới giờ mình qua mình chia sẻ Phật pháp, rồi đi vòng vòng cái tự nhiên mình nhìn, mình đeo máy niệm Phật nè, thôi mình lấy đại cái đề là đeo máy niệm Phật là phương pháp duyên với Phật A Di Đà thù thắng nhất. À, xác thực luôn. Đó cũng là một cái cách mà hướng dẫn người ta để mà người ta thường xuyên niệm Phật. Quý vị thấy rằng là chỉ có câu Phật hiệu thôi mà làm bao nhiêu việc. Quý vị coi hồi tối mà cái chương trình bên đài Tùng Lâm đông quá trời luôn. À, mà nó đi vào cái khuôn đặc biệt, đâu có lộn xộn lưu bu gì đâu. Thấy không? Rõ ràng niệm Phật niệm Bồ Tát làm như có quang minh Phật Bồ Tát gia hộ. Phật Bồ Tát phóng quang cái là con người im re phóng phát à. Lạ lắm. Quý vị biết rằng một cái nơi mà người ta mà tổ chức cái này cái kia không có tu, cái số lượng người ít lắm, nhưng mà người ta sắp chúng khó lắm. Sắp chúng khó vô cùng. Còn cái nơi chùa mình mà đông như vậy mà quý vị coi người ta vô người ta ngồi phóng phát à, là nhờ cái gì? Người ta niệm Phật. Từ khi những đức ở trên tỉnh Thất Quan Âm là những đức đã sắp chúng rồi. Nên những đức chỉ mấy anh em trong chùa, những đức nói cứ niệm Phật người ta vô là răm rắp. Lạ như vậy đó. Còn đứng mà nói ngồi gì, đứng gì, ngồi gì, đứng gì, rồi thấy cực à. Nó không có theo cái ý đó đâu. Nhưng mà cứ niệm Phật đi, người ta vô là chỗ nào người ta ngồi phù hợp là người ta ngồi đàng hoàng. Người ta ngồi người ta im ra. Quý vị thấy như bây giờ á, cái hội chúng mình quý vị nhìn quý vị thấy đông hơn chưa? Nhưng mà quý vị thấy người ta ngồi im re không? Có ai nói chuyện gì đâu. Quý vị coi trong đây mà có một người nói chuyện là quý vị biết con người này không bình thường rồi đó. Chắc chắn luôn á. Người ta ngồi im re. Đó. Nên thí dụ như bây giờ người ta đi về chùa, những đức cũng câu này cũng hết. Ít có nhắc mấy anh em. Có những người không phải là người ta không tin nhân quả gì đâu, nhưng mà có những người mình tự nhiên mình cái hơi của con người người ta không quen, nên khi người ta bịt khẩu trang có khi người ta đó là cái hơi con người của những người người ta chịu không có được, không quen, hiểu không? Ta bịt khẩu trang kệ, đâu có gì đâu, miệng ta nghe pháp người ta tu là được rồi. Những đức bên kia thường nghe mấy anh em nhắc cái chuyện đừng bịt khẩu trang. Những đức hồi xưa giờ bao giờ những đức nhắc vô này lắm nghe. Những đức có quyền, những đức nói về nhân quả, nhưng đừng có nhắc cái chuyện đó của người ta. Chuyện đó là cái chuyện cá nhân của mỗi một con người, người ta có quyền để người ta bảo vệ sức khỏe của người ta chứ, biết không? Nó ai cũng có cái quyền đó chứ, biết không? Nên từ nơi đó, mấy anh em từ hôm nay sắp chúng không có nên nhắc mấy cái chuyện này làm gì. Cả Phật tử mà người ta đến gặp nói chuyện, người ta nói chuyện những đức mà người ta bịt khẩu trang, đó là cái chuyện của người ta, người đức không bao giờ những đức nói tới, hiểu chưa? Mình có quyền không bịt khẩu trang, người ta có quyền bịt khẩu trang, cái đó là chuyện riêng mà, hiểu không? Không có nhắc mấy cái chuyện này. Học tới đây thôi, được rồi, chiều tiếp tục. Thôi chúc quý vị an lạc nha, A Di Đà Phật. Chúc ra ngoài ăn cơm ngon miệng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.